Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tiếp tục thực hiện hợp đồng là một cái câu chuyện mà tôi lấy từ một cái vị khách hàng trong một cái đi phiên tòa của một cái tòa án quận huyện trên thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã gặp vị này và chúng tôi đã kéo nhau ra căng tin để mà cho chị một cái kiến thức cơ bản nhất. Hôm nay tôi lấy cái câu chuyện này để tặng cho quý vị và các bạn, những người đang đi tòa trong cái việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng. Cái câu chuyện chị đưa ra như thế này quý vị và các bạn. Chị nhận chuyển nhượng 1.000 m² với cái số tiền là 1 tỷ đồng. Thì chị nhận chuyển nhượng vào khoảng năm 2017. Thì khi nhận chuyển nhượng thì hai bên có làm một cái hợp đồng, trong đó ghi rõ là 1.000 m² tương đương với 1 tỷ đồng. Và chị đã thanh toán được 30% giá trị hợp đồng. Thực ra thì câu chuyện nó sẽ rất nhân văn và cũng không có gì phải bàn cãi nếu như không có cơn sốt đất. Và tôi cũng đã rất là nhiều lần đưa những cái vấn đề này trên cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn phân tích cho cả chị khách hàng của tôi và cho tất cả mọi người hiểu được rằng nếu trong trường hợp tiếp tục thực hiện hợp đồng thì như thế nào. Trở lại vấn đề, tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2017, chị ký hợp đồng với cái giá là 1 tỷ đồng, nhận chuyển nhượng 1.000 m² đất. Hai bên đã hoàn tất cái thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chị đã thanh toán 300 triệu tương ứng với 30% của giá trị hợp đồng. Thì nếu trong trường hợp các bên không thể nào ngồi lại với nhau được, quý vị và các bạn ạ, các bên không thể ngồi lại với nhau được, thì một trong hai bên đã khởi kiện ở tòa. Thì trong cái hồ sơ này, chị là người khởi kiện ở tòa và chị yêu cầu tòa án nơi có cái miếng đất tọa lạc buộc phía bên người chuyển nhượng đó phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, tiếp tục thực hiện hợp đồng với cái giá là 1 tỷ đồng. Các bạn ạ, 1 tỷ đồng và chị đã thanh toán được 300 triệu và chị chỉ yêu cầu tôi tiếp tục thực hiện hợp đồng, tôi đưa tiếp 700 triệu. Anh phải có nghĩa vụ giao đất cho tôi vì sang tên đăng bộ qua tên tôi. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu hỏi và cũng là cái tình huống thực tế mà luật sư muốn giải thích cho quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp đến tòa, các bên tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận một cái phân ước, phương án thỏa thuận như thế này. Ví dụ, thôi thì bây giờ với cái số tiền là 300 triệu, thôi bây giờ tôi đưa cho chị là 300 triệu cộng với 50 triệu tiền lãi nữa, chị đồng ý thì rút đơn. Thôi bây giờ chị đã đưa cho tôi là 300 triệu, bây giờ sốt đất, đất nó lên, tôi chấp nhận con số, tôi thối lại chị 600 triệu cũng được. Hoặc thậm chí là bây giờ tôi đưa cho chị 300 triệu. Bây giờ đất nó như vậy, thôi thì tôi lấy 300 mét vuông cũng được. Phương án thỏa thuận có rất nhiều cái hướng để mà đạt đến cho các bên tự thỏa thuận. Thậm chí bây giờ phương án hai bên giao dịch với cái giá 1 tỷ đồng, chị bảo rằng là thôi bây giờ đất nó sốt, giá nó nhảy lên, thôi bây giờ hồi xưa hai bên là
1 tỷ đồng tôi đã đưa cho ông làm 300 triệu rồi. Thôi thì bây giờ tôi đồng ý đưa thêm cho ông một cái số tiền, ngoài cái số tiền tiếp tục thực hiện hợp đồng là 700 triệu, tôi đưa cho ông thêm 500 triệu cũng được quý vị và các bạn. Cái sự thỏa thuận ở tòa rất quan trọng. Ăn thua các bên tự nguyện và rút đơn thì thôi. Nhưng chị hỏi với tôi rằng nếu tòa xử như thế nào? Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn câu giải đáp. Tiếp tục thực hiện hợp đồng. Thì hôm nay đó là cái hướng giải quyết của tôi. Thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm hai bên xác lập hợp đồng là 2017, ngày 1 tháng 1 năm 2017, với cái giá chuyển nhượng hai bên thỏa thuận là 1 tỷ đồng, tương đương với 1.000 m². Quý vị và các bạn ạ, bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán 30% tương đương với 300 triệu. Kiện ở tòa hòa giải không được, thỏa thuận không xong. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, cho nó tròn tròn quý vị, tòa xử nguyên đơn yêu cầu lấy đất hay nguyên đơn yêu cầu lấy tiền. Nếu trong trường hợp nguyên đơn yêu cầu lấy đất thì tòa sẽ chấp nhận buộc phía bên ông, cái ông bán á, ông chuyển nhượng á, phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với chị và thanh toán 70% cái giá trị. À, cái giá trị này là cái giá trị tại thời điểm tòa xét xử. Quý vị và các bạn ạ, tôi muốn phân tích ngay chỗ này thôi. Các bên giao dịch mua bán từ năm ngày 1 tháng 1 năm 2017 và chị đã thanh toán 30%. giống như trùm sò vậy đó, chia 73. 30% tương ứng với 30%. Vậy thì tiếp tục thì chị phải tiếp tục nghĩa vụ thanh toán tiếp 70% giá trị tại thời điểm tòa xét xử. Chị có thể nhận đất, chị có thể yêu cầu thanh toán tiền. Trong toàn bộ nội dung, thực ra ở phiên tòa khi đi nhiều làm nhiều, tôi sẽ, dĩ nhiên cái người mà lấy đất họ sẽ được lợi hơn nhiều. Thông thường thì cái giá định giá của tòa sẽ thường là thấp hơn so với giá thị trường. Quý vị và các bạn ạ, đó là những cái lý do mà tôi muốn nói, tôi muốn nhắc lại cho chị, tôi muốn tư vấn cho chị thêm một lần nữa. Và tôi cũng muốn cho quý vị bạn đọc của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hiểu rõ về cái nội dung tiếp tục thực hiện hợp đồng là khi chúng ta giao dịch tại một thời điểm nào đó, chúng ta có một cái tỷ lệ tương ứng với việc thanh toán giá trị hợp đồng. Vậy thì chúng ta muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì chúng ta phải có nghĩa vụ trả số tiền, thanh toán số tiền nếu chúng ta nhận được đất tại thời điểm xét xử. Thưa quý vị và các bạn, tôi đi vào cái chung nhất. Tôi không muốn nói một cách rất là chung chung. Tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái thông điệp rất là cơ bản. Dĩ nhiên tôi chưa thấy được cái hồ sơ của chị về cái hợp đồng chuyển nhượng có bị giao dịch vô hiệu hay không. Tôi cũng không biết rằng phía bên kia họ có xem là cái hợp đồng này là hợp đồng vay tiền hay không, hay ý chí vẫn là chuyển nhượng. Tôi chỉ phân tích cho chị nhớ nhá, tôi chỉ phân tích cho chị một điểm duy nhất, đặt giả thuyết cái ý chí của các bên giao dịch là có thật, mua bán là có thật, và các bên đã thanh toán cho nhau được một phần
Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ sẽ không có quá nhiều những cái nội dung, tùy theo những cái nội dung, và tôi thấy rằng việc tranh chấp, cái việc khởi kiện đó sẽ làm cho mang một cái tính chất phổ thông, mang một tính chất tiếp cận đến nhiều người. Tôi cũng xin lỗi quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái câu hỏi mà tôi chưa có thời gian để kịp thời xử lý một số cái thông tin, vì quý vị và các bạn biết không, tôi cũng là một cái luật sư nhỏ lẻ ở một cái vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh là Củ Chi, cho nên ước ao của tôi, một cái thông điệp của cái nghiệp luật sư trải lòng đến cho quý vị và các bạn. Và tôi thấy nếu trong trường hợp này là cần thiết để phổ thông phổ cập đến cho mọi người, thì tôi đã thông qua cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi sẽ đồng hành đến quý vị và các bạn trong những cái chung nhất, và rất mong được cái sự đồng hành, sự đồng ý của quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.